Dạ vâng, chào mừng các bác quay trở lại với kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Có địa chỉ là xóm 7, xã Khánh Nha, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Và số điện thoại của em là 0936 525 998. Số này em có đăng ký luôn cả Zalo các bác nhé. Thì hôm nay em lại tiếp tục lên sóng cho các bác một số cái phụ kiện và cái đồ chơi cho xe đạp. Sau đây em sẽ đi vào chi tiết từng cái mặt hàng và báo giá để các bác tham khảo. Bác nào có nhu cầu sử dụng cái mặt hàng gì thì cứ alo cho em. Đấy, cho em số điện thoại, địa chỉ, ship COD đến tận nhà và kiểm tra hàng và thanh toán luôn các bác nhé, không cần phải đặt cọc, chuyển khoản gì cả. Đấy. Hôm nay em đã có một cái đôi giày, đấy, một cái đôi giày rất chi là này nọ các bác nhé. Đấy. Đấy. Đây em có một cái đôi giày Scott. Scott thì nó là một thương hiệu sản xuất xe đạp của Thụy Sĩ các bác nhé. Rất chi là nổi tiếng của Thụy Sĩ. Đôi này của em thì nó là một cái phiên bản limited. Đấy, có nghĩa là một cái phiên bản rất là ít các bác nhé. Rất là hiếm. Hàng này thì nó là hàng lướt đã qua sử dụng. Đấy, nhưng mà cái hình thức của nó còn cực kỳ là mới luôn các bác nhé. Đế thì là đế carbon. Đôi giày này hôm nay em bán cho các bác thì nó có sẵn luôn một cái đôi can của Shimano luôn các bác nhé. Đấy, và cái đôi giày này thì có size của hãng là size 42. Đấy, 42 các bác nhé. Size 42 này thì em thấy cái form của nó thì nó cái form của nó ấy, nó to hơn là cái form của cái thằng CD một chút các bác nhé. Cái lót của nó mà em mang ra em đo ấy, thì nó dài khoảng 27 cm các bác nhé. 27 cm. Đó. Size 42. Đó. Cái da của nó là nó như kiểu là nó mạ vàng các bạn. Bản này là bản limited rất là ít. Khóa boa các bác nhé. Khóa rất là mượt mà luôn. Hình thức còn cực kỳ mới các bác nhé. Đấy, mới không kém gì ở trong hộp ra. Đấy. Đôi này giá nó cũng mềm lắm các bạn. Đấy, bác nào mà đúng chân được bê cái đôi này thì em phải quá ok luôn. Đấy, rẻ hơn CD rất là nhiều. Đế carbon luôn. Đấy. Đây. Đế carbon. Đấy. Đây. Cực kỳ mới luôn các bác nhé. Cái chỗ này thì nó hơi dạn một chút. Hơi dạn một chút. Đấy. Nói chung là nó không ảnh hưởng gì cả. Không ảnh hưởng gì đến chất lượng đâu các bác nhé. Hàng này thì người ta mới xỏ gọi là đi thử thôi. Đấy. Đôi này em bán thì 3 triệu 2 thôi các bác nhé. 3 triệu 2 tặng kèm luôn cả can này. Đấy. Đây. Quá mới luôn. Quá ngon các bạn. Đấy, mấy cái đôi giày tàu, CDVK, thứ linh tinh giờ người ta bán có 2 triệu 6, 2 triệu 7 rồi. Đấy, hàng này là hàng chính hãng của Scott các bác nhé. 3 triệu 2. Đây, có tặng luôn cả túi đựng này này. Có cả túi các bác nhé. Túi của Scott luôn. Đấy. Quá ngon luôn, 3 triệu 2 rồi. Đấy, tiếp đến thì em có một cái kính. Em có một cái kính này. Kính này của em thì nó là kính thương hiệu Oakley các bác nhé. Oakley của Mỹ. Hàng này là hàng đổi màu. Hàng đổi màu. Có cả hộp luôn các bác nhé. Oakley. Hàng xuất Nhật đấy các bác này. Đấy. Ở đây thì nó có một cái miếng đệm sơ cua ở mũi hộp. Để em đo cái size để cho các bác xem. Chiếc này thì cái lọt lòng của nó thì nó vào khoảng 13,5 các bác nhé. 13,5. Đó. Cái này thì nó là hàng lướt thôi, hàng lướt nhưng mà đẹp như mới luôn các bác nhé. Đẹp như mới luôn. Đấy. Đổi màu này. Cái này thì đi cả ngày cả đêm, dòng này đi đổi màu này. Để em đeo thử cho các bác ngắm. Cái này lên mặt thì bao đẹp luôn. Đấy. Quá đẹp luôn các bác. Nó rất là đơn giản nhưng mà rất là đẹp các bác nhé. Đấy, đây có cả hộp này các bác này. Cả hộp này. Chiếc này thì
bán cho các bác có 2 triệu tư thôi, 2 triệu tư các bác nhé. Đấy, 2 triệu tư cái chiếc này. Đấy, đẹp như mới các bác nhé. Đấy, cái nào lướt thì em bảo là lướt, còn cái nào hàng trưng bày hay như hàng mới 100% thì em bảo mới các bác nhé, chứ không phải là nhìn nó như mới mà bảo là nó mới đâu các bác nhé. Đấy, có nghĩa là lướt nhưng mà đẹp như mới. Đấy, 2 triệu tư thôi. Đấy, quá đỉnh luôn các bạn, cầm cái kính nó sướng lắm. À đây còn cả túi đấy này, túi đựng này. Đấy, đầy đủ hết, không không khác gì hàng mới ở trong cửa hàng ra. Tiếp đấy thì em có một chiếc yên Brzo Logo. Đấy, cái chiếc yên này thì những cái xe đạp của Ý người ta rất là hay sử dụng cái dòng yên Brzo Logo này. Đấy, đây. Cái yên này thì của em thì nó có một cái form rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, nó trang trí cái yên cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Cái da của nó em nói thật các bác là cái loại này các bác, cái da nó các bác có dùng 5-7 năm cũng không hỏng được cái da này, nếu mà các bác không để nó cọ sát hoặc là nó ấy, nó một cái trường hợp gì đấy nó làm rách da. Còn nếu mà cứ ngồi bình thường cái da này em nói thật các bác là bền lắm, bền cực kỳ luôn nhé. Dùng vô biên cương. Đấy, để em đo này. Cái này thì cái chỗ to nhất nó vào 13,5 cm các bác nhé. Chiều dài này thì chắc là 27 cm rồi. Đấy, 28 cm đi. 28 cm đây. 28 cm. Đấy, dòng này là dòng yên dài. Dòng yên dài thì các bác ngồi được rất là nhiều điểm, ngồi ở đây này, ngồi ở giữa này. Đấy, hoặc là lúc mà chạy rút ấy thì ngồi ở mõm. Đấy. Chiếc này thì có 1,4 triệu thôi các bác nhé. 1,4 triệu, hình thức còn cực kỳ mới luôn, Brzo Logo của Ý. Chiếc này thì mút nó khá là ok, mút nó khá là dày. Cái này các bác ngồi không cần mặc bỉm cũng được các bác nhá. Không cần mặc bỉm cũng được. Đây, Brzo Logo. Đấy. Cái này nó không để nơi sản xuất đâu các bác nhá. Không để make in đâu. Đấy. Đấy. Bác nào tin tưởng thì mua thôi. Đấy, các bác hỏi mắc in là không, em tìm không ra đâu nhé. Mà bao bảo hành trọn đời các bác là hàng chính hãng các bác nhé. Đấy, phát hiện hàng fake thì 1 đền 1 các bác nhé. Đấy, nó vậy cho nó nhanh. Buôn bán thì nó cứ rõ ràng như thế. 1,4 triệu thôi. Chiếc này form cực đẹp luôn. Đấy, ok. Tiếp đến thì em có một chiếc mũ RH+. Chiếc mũ này thì nó là thương hiệu của Ý. Đấy, hàng xuất Nhật, có tem GCF của Nhật này. Form rất là đẹp, màu cũng rất đẹp luôn, phối màu quá đỉnh luôn các bác nhé. RH+ này thì 1,5 triệu. Để em xem cái size của nó này. À, cái này cái tem size của nó hôm qua em tìm không thấy. Đấy, hàng này thì nó là hàng của Ý. Thương hiệu của Ý các bác nhé. Nó gọi là thương hiệu của Ý. Đấy. Chiếc này em đội thử thì nó vòng đầu khoảng 51-56 là ok các bác nhé. Đây, chỉnh vòng đầu ở đây này. Đấy, chỗ đằng sau gáy này có miếng đệm này. Chiếc này thì cái lòng nó rất là sâu các bác nhé. Lòng rất là sâu. Đấy, các bác nào mua mà đội mà nó đúng size là không sợ là khi mà đội gặp gió là cái mũ nó vật với nọ, nó vật bên kia rất khó chịu các bác nhé. Cái này lòng rất sâu và đội rất là ôm đầu. 1,5 triệu thôi. Đấy, đẹp cực kỳ luôn các bác nhé. Đấy, đẹp miên man luôn. Rồi, tiếp đến thì đợt này em mới mua được mấy cái chiếc mũ phớt. Đấy, mũ này thì nó là dòng Bora Hangso. Đây, thương hiệu Sportful sản xuất các bác nhé. Sportful là của Ý. Đây, hàng chính hãng, tem mác thứ đầy đủ hết các bác nhé. Đây này. Đấy, hàng này thì chính xác thì mua ở bên bên Tây Ban Nha về các bác nhé. Bên Tây Ban Nha về luôn, ship bên châu Âu về chứ không phải hàng vớ vẩn đâu. Đấy, đây này, em đội lên đầu đây. Đấy, đội lên đầu này. Cái này các bác đội đi chơi, đi giao lưu trước tinh tinh. Đây, xong rồi ăn quả kính vào nữa đi. Ra đường lại ối cô theo đây. Đấy, chung là sướng lắm, đẹp lắm các bác. Chiếc này thì 650 một cái các bác nhé. 650 thì cái phí ship các bác tự lo. Này em bán gọi là bán
bán vì đam mê thôi chứ cũng chẳng có lời lãi gì, rồi bán bao nhiêu đồng ở cái mũ này đâu các bác nhé. Đấy, em thấy nó đẹp, thấy nó đẹp mà nó xịn nên em mua được mấy cái để phải dùng một cái thôi. Đấy, hình như giờ đâu còn 3-4 cái nữa, 650 một cái thôi, quá ok. Đấy, tiếp đến thì em có mấy cái kính này. Kính này thì nó là kính Fuji, thương hiệu của Nhật, sản xuất tại Đài Loan các bác nhé, hàng trưng bày chưa qua sử dụng. Đấy, đây Fuji, để em đo size cho các bác. Fuji này thì cái size của nó là đi lọt lòng, là đi khó đo. Lọt lòng của nó là đi 12 năm các bác nhé. Đây, 12,8. Đấy, cái này thì các bác có khuôn mặt nhỏ nhỏ đeo là ok. Đấy, để em đeo thử này. Đấy, ui dồi, chiếc này lên mặt đẹp thế. Fuji các bác nhé. Đấy, chiếc này thì nó có một cái vẹt vẹt thì như cái gì gì nó bám vào này các bác này, về các bác vệ sinh giúp cho em với nhé. Thương hiệu của Nhật, hàng sản xuất tại Đài Loan, Make in Taiwan. Đấy, hộp phía cái thứ đầy đủ hết các bác nhé. Đấy, này có cả khăn lau điếc này. Đấy, hộp Fuji. Cái này thì 860 một cái. Cái chiếc màu vàng này thì nó có mã là 01. Đấy, bác, cái này nó bị chút chút, cái này các bác về vệ sinh thì bớt cho các bác, còn 800 chiếc này các bác nhé. Đấy, em bán là 860 một cái. Đấy, chống tiêu UV viết đầy đủ hết các bác nhé. Cái này thì em cầm vào là đấy thôi. Đấy là hàng mới chưa qua sử dụng trưng bày đấy, 806. Đây, tiếp em có 3 cái thôi. Đấy, em mua được 3 cái thôi. Mấy cái này thì nó size nhỏ. Mấy chiếc này size nhỏ các bác nhé. Size nhỏ nên là các bác có khuôn mặt nhỏ nhỏ đeo là ok. Đây, chiếc này cũng 12,8, chắc mấy cái này size như nhau hết. Đây, Fury. Đấy, thương hiệu của Nhật. Đây. Đó. Cái này các bác đi xe máy này, đi đạp xe, đi chơi lái ô tô chứ. Đấy, rất là nhiều mục đích các bác nhé, mà nó rẻ, nó chỉ đắt hơn cái kính tàu khoảng 200-300 cái thôi, nhưng mà đeo nó rất là đảm bảo các bác nhé. Đấy, thì chống tia UV 400 có thứ đầy đủ hết, sản xuất tại Đài Loan, thương hiệu của Nhật. Đấy, cái chiếc này thì mã 02, 860 một cái các bác nhé. Đấy, chiếc này thì cái gọng nó màu đây. Đấy, hàng chưa qua sử dụng. Đấy, size nó giống nhau hết các bác nhé, size giống nhau hết. Mấy chiếc này thì phù hợp các bác có cái khuôn mặt nhỏ nhỏ. Đây, có hộp thứ đầy đủ hết này. Cái chiếc này là mã 03, có chiếc đen xì là mã 02 các bác nhé, 860 một cái bao ship các bác. Còn cái này thì nó hơi bị bẩn bẩn cái góc, cái khung ấy thì 800 các bác nhé, bán thanh lý cho các bác. Đấy, tiếp đến thì em có một chiếc mũ Kabuto, dòng này là dòng Kabuto Z. Đấy, hàng đẹp như mới luôn các bác nhé, đẹp như mới luôn. Chiếc này thì có size ML. Size ML thì cái vòng đầu khoảng 55 với 59 các bác nhé. Đây, đẹp như mới luôn, nhẹ cực kỳ, form rất là đẹp. Chỉnh vòng đầu ở đây, đẹp như mới các bác nhé, cực kỳ nhẹ. Đấy, form đẹp cực kỳ luôn. Đấy, đây, chỉ thiếu cái hộp. Cái này có 1,4 triệu thôi các bác nhé. Này, em bán 1,4 triệu. Đấy, đây, màu rất là đẹp và form cũng rất là đẹp luôn. Đấy, các bác mua những cái mũ xịn ấy thì cái form nó chuẩn các bác nhé, đội nó rất là ôm đầu, cảm giác nó rất là sướng các bác nhé. Các bác đi ở cái vận tốc cao hoặc là gặp gió to chứ cái thứ là đội nó ôm đầu, là nó cái mũ là nó không vật bên nọ, nó không vật bên kia. Đấy, nó rất là sướng. Rồi, 1,4 triệu.
Rồi bác nào có nhu cầu sử dụng cái mặt hàng gì thì cứ alo cho em, và số điện thoại 0936 525 998. Rồi cần thêm hình ảnh thì cứ nhắn vào Zalo các bác nhé. Rồi em xin phép được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Chào các bác.